Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua 25 tháng 6, trên hồ Thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng đã xảy ra vụ lật xuồng, làm 3 người mất tích. Sáng nay ngày 26 tháng 6, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến hiện trường, kiểm tra chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ, tập trung con người, thiết bị và triển khai các phương án khả thi nhất để sớm tìm kiếm các nạn nhân. Cùng đi còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm S. và lãnh đạo các ngành có liên quan. Tại hiện trường, theo thông tin của chính quyền huyện Đức Trọng, báo cáo với Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt, vụ việc xảy ra vào sáng 25 tháng 6. Các anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, thường trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Nguyễn Sanh Hướng, sinh năm 1977, quê Thừa Thiên Huế, ngụ tại huyện Đức Trọng. Và Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1972, thường trú tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, cùng đi xuồng bằng tôn từ cầu Đại Ninh vào khu vực thác Bảo Đại, xã Tà Hìn, trên lòng hồ Thủy điện Đại Ninh để mua nông sản. Tuy nhiên, xuồng đi được khoảng 1 km thì bị lật khiến 3 người mất tích. Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ khác của huyện Đức Trọng triển khai khoanh vùng địa điểm, lặn và dùng các thiết bị rà để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất hiện nay là cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được điểm xuồng bị lật. Trong khi đó, lòng hồ Thủy điện Đại Ninh khá rộng, độ sâu có nơi lên đến gần 30 mét. Thời tiết tại hiện trường hiện diễn biến xấu, mưa lớn kèm theo gió mạnh, khiến cho công tác cứu nạn gặp khó khăn. Hiện nay cái điều kiện khó khăn nhất là thời tiết không thuận lợi, trời mưa, thế rồi là mặt hồ rộng, khu vực xác định cụ thể nạn nhân bị tai nạn thì chưa được, cho nên là mới ở hình thức là khoanh vùng. Cho nên là các lực lượng hiện nay là đang phối hợp triển khai, một là khoanh vùng khả năng cái địa điểm, cái nơi xảy ra tai nạn, cái thứ hai là huy động tất cả các lực lượng phương tiện, con người, rồi anh em cán bộ chiến sĩ nặng để tìm vớt trục nạn nhân với cái tinh thần quyết tâm nhất. Qua kiểm tra thực tế và nắm tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đánh giá cao tinh thần làm việc, phương án cứu nạn cứu hộ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, cùng với việc tập trung phương tiện máy móc, con người để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho các lực lượng tìm kiếm. Thì đây là một điều rất là đáng tiếc xảy ra. Vấn đề là cần, một là cần tập trung lực lượng, cái thứ hai là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối người và tài sản trong quá trình đi tìm kiếm các số nạn nhân mất tích. Cái thứ ba là thời tiết hiện nay thì không có tốt, trời thì đang mưa gió, do vậy thì các lực lượng thì cần có cái sự phối hợp để đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, không để các cái vấn đề phức tạp khác xảy ra. Cần phải phối hợp tốt giữa các đơn vị, giữa các lực lượng chức năng của tỉnh, của huyện, của xã và bà con ở cái khu vực này để chúng ta tập trung cho cái việc tìm kiếm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt cũng chỉ rõ, qua sự việc lật xuồng trong lòng hồ Thủy điện Đại Ninh làm 3 người mất tích lần này là bài học đắt giá cho công tác quản lý thuyền bè tự phát trong lòng hồ sông suối. Vì vậy, các ngành liên quan, đơn vị quản lý hồ và chính quyền địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để sớm có giải pháp khắc phục. Đây cũng là một cái mà chúng ta cũng rút kinh nghiệm sâu sắc. Huyện là cần phải rà soát lại hết các cái số mà bà con mà có ghe, có xuồng hoạt động trên mặt hồ, ví dụ như là khai thác đánh bắt hải sản này, rồi vận chuyển đi một số các cái nông sản cũng như là đi lao động sản xuất đó. Thì thứ nhất là phải thực hiện đảm bảo đúng cái nguyên tắc là các cái phương tiện vận chuyển trên đường thủy. Sau cái này là cần phải đi kiểm tra lại ngay, rà soát lại ngay cái phương tiện nào đủ điều kiện thì mình cho lưu hành và cho hoạt động, còn đơn vị nó không đủ điều kiện thì lúc đó mình có cái xử lý và có cái giải quyết một cách kiên quyết, không để các tình huống này đáng tiếc này xảy ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người mất tích trên hồ Thủy điện Đại Ninh, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành liên quan của huyện Đức Trọng cần rà soát lại thông tin người mất tích, tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời vật chất tinh thần đối với gia đình có người gặp nạn. Và theo thông tin mới nhất từ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Lâm Đồng, đơn vị cứu hộ cứu nạn trực tiếp tại hiện trường cho biết, đến 6 giờ chiều hôm nay ngày 26 tháng 6, vẫn chưa tìm được thi thể nào trong vụ lật xuồng làm 3 người mất tích. Vụ án và bị can đã được khởi tố, đưa ra xét xử.
Còn hồ sơ của anh Vũ Xuân Hải phải qua hơn một năm chờ đợi mới được nhà nước công nhận là liệt sĩ.